Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đưa máy sấy tóc phục vụ nhân dân. Mô hình nuôi chó cảnh tại xã Sa Hòa, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình cho hiệu quả kinh tế cao. 58 trường học trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tổ chức giờ học ngoại khóa tự hào truyền thống quê hương. Bệnh viện huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nỗ lực xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp. Nhân rộng mô hình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đường phố tại Hải Dương. Công trình lắp đặt cống thu gom nước thải tại thành phố Hưng Yên kéo dài, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Sau đây là nội dung chương trình. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đưa máy sấy tóc vào phục vụ bà con nhân dân, nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch. Đây là bước đi mạnh dạn trong đầu tư nâng cao hiệu quả dịch vụ của Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành và là máy sấy tóc đầu tiên trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Máy sấy tóc có giá gần 400 triệu đồng do Hợp tác xã Cơ khí Xuân Tiến, huyện Xuân Trường sản xuất. Máy sấy có công nghệ dùng than đá củi chấu để cấp nhiệt cho lò sấy. Lò có công suất từ 10 tấn đến 15 tấn một ngày. Mỗi mẻ sấy có thời gian từ 10 đến 12 giờ, tiêu thụ 2 tạ than đá. Mỗi tấn thóc sấy hết 500.000 đồng. Việc Hợp tác xã Mỹ Thành đầu tư máy sấy thóc không những mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp cho bà con nông dân xã Mỹ Thành nói riêng và huyện Mỹ Lộc nói chung bớt lo lắng trong khâu thu hoạch khi thời tiết không thuận lợi và hạn chế tối đa việc phơi thóc lúa trên các tuyến đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Để sản phẩm cam Hưng Yên đảm bảo chất lượng, dễ dàng tiêu thụ, từ đầu vụ đến nay, Hợp tác xã cam Quảng Châu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn và quảng bá sản phẩm. Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên có trên 56 hectare cam, chủ yếu là cam Hưng Yên và cam đường canh. Để giúp bà con dễ dàng tiêu thụ khi thu hoạch, từ vụ cam năm 2017 đến nay, các hộ trồng cam đã thành lập hợp tác xã sản xuất cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp với diện tích 32 hectare. Ngoài hướng dẫn bà con biện pháp tỉa cành, tỉa quả, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng theo tiêu chuẩn để chăm sóc cho cây nhằm tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, mẫu mã, Hợp tác xã đã quảng bá tiếp thị sản phẩm tới các đơn vị doanh nghiệp, siêu thị tại các thành phố lớn. Vụ cam năm 2018 này, Hợp tác xã ước thu trên 450 tấn cam, trong đó hộ trồng nhiều như hộ anh Trần Văn Tung, Trần Văn Được, Tương Văn Sản. Theo báo cáo của ngành chuyên môn, tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục phát triển. Số hộ nuôi cá vây lưới trên sông đáy, sông Châu vẫn được duy trì. Lồng bè trên sông Hồng ở hai huyện Duy Tiên và Lý Nhân phát triển mạnh so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, số lồng bè hiện có là 548 chiếc, tăng 116 chiếc so với cùng kỳ. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản 9 tháng năm 2018 ước đạt trên 5.750 ha, giảm 1,1% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản đạt trên 18.570 tấn, tăng 1,2%. Trong đó, cá đạt trên 18.440 tấn, tôm đạt trên 22 tấn, thủy sản khác trên 110 tấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ tháng 7 đã gây khó khăn trong việc khai thác và nuôi trồng thủy sản. Toàn tỉnh có hơn 114 ha nuôi trồng bị ảnh hưởng. Nhiều hộ nuôi bị sạt lở bờ, tràn bờ, cá thoát ra ngoài. Từ đam mê đến phát triển theo hướng kinh tế, anh Nguyễn Văn Quyến, xã Sa Hòa, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình đã từng bước nhân rộng mô hình nuôi chó cảnh. Xuất phát từ niềm đam mê, anh Quyến bắt đầu nuôi chó cảnh, dòng chó Bully Exotic nhập trực tiếp từ Mỹ từ năm 2012. Trong quá trình nuôi, tìm hiểu về đặc tính của dòng chó này, anh càng yêu thích và quyết định nhân giống để phát triển theo hướng hàng hóa. Chính vì vậy, anh đã đầu tư cơ sở vật chất chuồng trại, khu vui chơi, học hỏi qua bạn bè, sách báo để tích lũy thêm kiến thức, kỹ thuật nuôi dòng chó này. Vệ sinh thì mình nên lúc nào cũng phải để cho chuồng sạch sẽ, thông thoáng. Phải chú trọng đầu tiên là cái nhiệt độ trong chuồng để cho những con chó lúc nào nó cũng được ở cái nhiệt độ mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Anh Quyến cũng tham gia câu lạc bộ nuôi chó Bully để học hỏi kinh nghiệm cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ. Tôi thấy cái giống chó Bully này thì nó rất là thân thiện và nó lùn, cơ bắp, ngắn đòn. Người chơi thì rất là nhiều người thích, đam mê. Một năm, chó mẹ có thể sinh sản hai lứa,
mỗi lứa từ 5 đến 9 con, với giá thành khoảng 20 đến 30 triệu đồng một con. Năm 2017, anh thu lãi gần 200 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình hiện quản lý trực tiếp 24 công đoàn cơ sở với gần 2.300 đoàn viên. Những năm qua, các cấp công đoàn ngành luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động, động viên các cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình đã tăng cường vận động xây dựng quỹ mái ấm công đoàn và các quỹ nhân đạo khác như quỹ đền ơn đáp nghĩa, hướng dẫn công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ chính sách như luật bảo hiểm xã hội, bộ luật lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Kết quả, tình hình công nhân viên chức lao động trong toàn ngành ổn định, người lao động yên tâm công tác lao động sản xuất. Hàng năm thì chúng tôi đều tham gia các cái đề tài, các sáng kiến tăng hiệu quả sản xuất. Các cái cá nhân mà tham gia đề tài này thì hàng năm chỗ bình xét thi đua thì chúng tôi cũng đấy là một cái tiêu chuẩn. Ngoài ra thì các đơn vị cũng có những cái phần thưởng nhất định khi anh em có những sáng tạo, có những cái công trình mà đem lại cái hiệu quả cho đơn vị. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục luôn luôn bám sát cái sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và cái nhiệm vụ chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Từ đó thì cũng tiếp tục vận động cán bộ công nhân viên chức lao động cùng thi đua thực hiện thắng lợi cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở cũng như Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong đó tập trung vào nhiệm vụ chính thì vẫn là chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Với sự chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ mới, thi đua lao động, cống hiến trí lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp học, nhất là học sinh giỏi quốc gia. Là cái nôi đào tạo học sinh giỏi dự thi quốc gia, Trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa không chỉ cử giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, mà còn thường xuyên mời các giáo sư tiến sĩ chuyên gia hàng đầu về giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho học sinh giỏi dự thi quốc gia. Nhà trường đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho công tác giảng dạy và ôn luyện cho học sinh, như đầu tư máy móc, thiết bị, phục vụ thực hành. Ngoài các môn khoa học xã hội, các bộ môn khoa học tự nhiên nhiều năm gần đây đều có giải cao cấp quốc gia và luôn có từ 3 đến 5 học sinh được tham gia dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi Olympic quốc tế. Năm học 2017-2018, đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường đạt 47 giải, trong đó có 8 giải nhì, 14 giải ba, 25 giải khuyến khích. Tại kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên Hải Bắc Bộ, trường xếp thứ 5 trên 43 đơn vị, trong đó có 9 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 17 huy chương đồng và 17 giải khuyến khích. Vừa qua, 58 trường học tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã đồng loạt tổ chức giờ học ngoại khóa với chủ đề Tự hào truyền thống quê hương. Tại giờ học ngoại khóa, các cán bộ giáo viên học sinh trên địa bàn huyện Tiền Hải được các cựu chiến binh truyền đạt khái quát về thân thế sự nghiệp của doanh điền xứ Nguyễn Công Trứ, quá trình mở cuộc cách mạng khai hoang lấn biển lập huyện Tiền Hải, mảnh đất lịch sử văn hóa và con người Tiền Hải qua 190 năm xây dựng và trưởng thành. Qua đây, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa, mảnh đất và con người Tiền Hải. Từ đó, tự hào về truyền thống quê hương, phát huy sáng tạo trong dạy và học, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng 14 tháng 10. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền về lợi ích sử dụng nước sạch, đến nay nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 38%. Huyện Khoái Châu hiện có 7 nhà máy nước sạch đang cung cấp nước cho 25 xã thị trấn. Đến nay toàn huyện có 16.500 trên 43.500 hộ dân đã đấu nối đồng hồ để sử dụng nước sạch đạt 38%. Một số xã có 70% số hộ gia đình sử dụng nước sạch như Phùng Hưng, Thuần Hưng, Đồng Kết, Bình Minh. Trong thời gian tới, huyện Khoái Châu sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị tuyên truyền vận động nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch, xây dựng kế hoạch và mở lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc sử dụng nước sạch,
có cơ chế khuyến khích, đấu nối để thu hút người dân tích cực tham gia. Phấn đấu đến năm 2020, 100% các hộ dân tham gia sử dụng nước sạch. Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh được đánh giá là một trong những bệnh viện tuyến huyện đi đầu về phát triển chuyên môn kỹ thuật. Song song với đó, tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện cũng đang nỗ lực từng ngày triển khai nhiều giải pháp cụ thể đồng bộ để cải thiện môi trường đơn vị hướng đến xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp. Khu vực hỗ trợ hướng dẫn người bệnh hay khu vực đón tiếp bệnh nhân khoa hồi sức cấp cứu là những nơi được bệnh viện đầu tư sửa chữa, bố trí sắp xếp lại cho phù hợp bắt mắt, vừa lịch sự. Trang phục của cán bộ y tế cũng được may theo đúng quy định. Riêng bộ phận đón tiếp, tư vấn có đặc thù tiếp xúc với người bệnh ngay từ ban đầu nên có trang phục khác biệt, đảm bảo trang nhã lịch sự mà vẫn thân thiện. Đến Bệnh viện Đa khoa Quế Võ, điều mà không ít bệnh nhân ấn tượng đó là hệ thống bảng biển, khẩu hiệu tại các khu vực chung và tại tất cả các khoa phòng. Có được điều này là nhờ bệnh viện xác định đây vừa là cách thức tuyên truyền để người dân tin tưởng vào chất lượng của bệnh viện, vừa để tạo dựng hình ảnh, diện mạo và thương hiệu của đơn vị. Thời gian tới thì bệnh viện tiếp tục là xây dựng kế hoạch cũng như là tạo điều kiện hỗ trợ các khoa phòng về việc trồng cây xanh cũng như là hỗ trợ các khoa phòng để xây dựng các cái bảng biển chỉ dẫn cũng như là bảng biển về nội dung công việc của khoa phòng. Và đặc biệt là sang tháng 10 thì bệnh viện cũng tiếp tục tăng cường cái khâu tiếp đón cũng như là cải tiến cái thủ tục hành chính đối với người bệnh đến khám và điều trị bệnh viện. Môi trường sống bình thường cần bảo vệ. Môi trường bệnh viện lại càng cần phải chú trọng đảm bảo tiêu chí, trước hết là sạch, rồi sau đó là xanh và đẹp. Bệnh viện Quế Võ đang từng bước cải thiện từ khâu kiểm soát, xử lý chất thải đến việc đầu tư trồng và chăm sóc cây xanh, vệ sinh cảnh quan môi trường. Nhờ đó, diện mạo bệnh viện đang được thay đổi theo hướng tích cực hàng ngày. Mới đây tại Thái Bình đã diễn ra lễ tổng kết, trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh đẹp du lịch Thái Bình năm 2018. Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Thái Bình năm 2018 được phát động hơn 5 tháng. Ban tổ chức đã nhận gần 560 ảnh dự thi của 81 tác giả tại 14 tỉnh thành phố, trong đó nhiều ảnh đã đạt giải ở các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và khu vực. Nhiều bức ảnh thể hiện tính sáng tạo và nghệ thuật, được đầu tư kỹ lưỡng về thiết bị và nghệ thuật, mang những khoảnh khắc đời thường, tạo nên một bức tranh sinh động và ấn tượng về vùng đất và con người Thái Bình. Kết quả, ban tổ chức đã trao một tác phẩm giải nhất, 2 tác phẩm đạt giải nhì, 2 tác phẩm đạt giải ba và 5 tác phẩm đạt khuyến khích. 86 tác phẩm được lựa chọn trưng bày triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ não là bệnh đứng thứ 3 thế giới về tỷ lệ tử vong, đang ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa ở độ tuổi. Điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết là phương pháp được khuyến cáo hàng đầu cho bệnh nhân nhồi máu não đang trong giai đoạn cấp. Hiện tại, khoa đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã thử nghiệm thành công biện pháp này. Với các ca nhồi máu não, trước đây khi chưa có phương pháp tiêu sợi huyết, bệnh nhân có thể tử vong hoặc phải chịu di chứng nặng nề như liệt nửa người, nói ngọng, méo mồm. Nếu may mắn sống sót, gây khó khăn cho sinh hoạt, lao động thường ngày, thậm chí trở thành gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, kỹ thuật tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch khi được sử dụng kịp thời sẽ làm tan cục máu đông gây tắc mạch máu não, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch và khỏe lại nhanh chóng. Khi bệnh nhân có những triệu chứng đột quỵ cấp trong vòng thời gian vàng tối đa là 4 tiếng rưỡi, đến bệnh viện thì chúng tôi sẽ khám bệnh nhân, làm các cận lâm sàng và khi được chẩn đoán là nhồi máu não cấp trong giờ vàng này, chúng tôi sẽ triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết. Thì bệnh nhân sẽ hồi phục gần như hoàn toàn về các triệu chứng trước khi bệnh nhân bị bệnh. Và sau thời gian 24 tiếng chúng tôi đánh giá lại bệnh nhân và sẽ cho chụp lại phim lại với bệnh nhân để đánh giá lại tổn thương. Nhưng hầu như tất cả các bệnh nhân sau khi được triển khai kỹ thuật thì bệnh nhân hồi phục chức năng vận động và tất cả những chức năng khác thì về trạng thái gần như bình thường và bệnh nhân không để lại di chứng. Được biết, từ tháng 3 đến nay, khoa đột quỵ đã hoàn toàn làm chủ phương pháp tiêu sợi huyết, điều trị thành công cho trên chục ca bệnh đột quỵ do nhồi máu não, hạn chế tối đa các di chứng, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ vận động, giúp bệnh nhân trở lại sinh hoạt bình thường, đem lại niềm vui cho nhiều gia đình. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thức ăn đường phố đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Các mô hình điểm tại Hải Dương đã và đang được triển khai, bước đầu phát huy được hiệu quả trong đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chọn 3 phường gồm Tân Bình, Thanh Bình và Phạm Ngũ Lão của thành phố Hải Dương để tổ chức triển khai thực hiện mô hình điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố. Khi được chọn lựa làm mô hình điểm, cả 3 phường đều xây dựng kế hoạch triển khai tới các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn, chủ động phối hợp thường xuyên với các ngành chức năng tổ chức tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho đội ngũ quản lý thức ăn đường phố và các chủ hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống. Để mô hình điểm mang lại hiệu quả cao, cùng với thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền những quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các phường được chọn làm điểm tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở và khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm. Đi liền với đó là công tác thanh kiểm tra, hướng dẫn giám sát rất cần được triển khai song hành và liên tục. Sau hơn một năm thực hiện nghĩa vụ số 31 của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông và trật tự đô thị, tình trạng vi phạm về vỉa hè lòng đường trên địa bàn thành phố đang có chiều hướng tái diễn. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Nam Định vẫn còn tồn tại tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để bày bán hàng hóa kinh doanh, tình trạng đỗ đậu xe không đúng quy định. Một số tuyến đường phố còn mất vệ sinh môi trường, điển hình như tuyến phố Hàng Tiện, Hàng Cấp, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung. Để khắc phục tình trạng trên, thành phố Nam Định đã chỉ đạo các phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè. Công an thành phố Nam Định, đội quản lý trật tự đô thị, Ủy ban nhân dân, Ban an toàn giao thông cấp phường, xã tập trung xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Ninh là tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống, trong đó nhiều làng nghề sử dụng nguyên liệu để sản xuất là các phế liệu, tiềm ẩn nguy cơ về ô nhiễm môi trường. Để đảm bảo môi trường trong hoạt động sản xuất, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý các hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo số liệu của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 15 đơn vị doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Trong năm 2017, các doanh nghiệp đã nhập khẩu trên 34.000 tấn phế liệu, trong đó trên 90% là giấy phế liệu. Qua kiểm tra, các đơn vị doanh nghiệp đều có đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Tất cả đều có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một vài đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và đã bị các cơ quan chức năng phát hiện xử lý phạt hành chính. Đối với các làng nghề của Bắc Ninh, nguồn nguyên liệu sản xuất vẫn dựa vào nguồn phế liệu chủ yếu. Sử dụng nguồn phế liệu giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đó là cần tăng cường quản lý về vấn đề bảo vệ môi trường đối với nguồn phế liệu nhập khẩu, trong đó cần xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để giám sát chặt chẽ nguồn phế liệu từ khâu nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng. Do thời gian thi công, lắp đặt cống thu gom xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hưng Yên kéo dài, đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đời sống, khiến nhân dân hết sức bất bình. Lắp đặt hệ thống thu gom xử lý nước thải là một trong các hạng mục của mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải Hưng Yên có công suất 6.300 mét khối một ngày đêm. Theo dự án, thành phố Hưng Yên sẽ tiến hành lắp đặt 18 km cống thu gom trên địa phận các phường Quang Trung, Lê Lợi, Minh Khai, Hồng Châu, Hiến Nam và An Tảo. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhân dân, công trình thi công chậm so với tiến độ, mặt đường Bãi Tẩy, Trưng Trắc, Nguyễn Thiện Thuật, Bạch Đằng, Phạm Ngũ Lão được đào lên, song đơn vị thi công ngắt quãng khiến giao thông đi lại khó khăn, đời sống của nhân dân bị đảo lộn do bụi bẩn khiến nhân dân hết sức bất bình. Môi trường ảnh hưởng hai bên là đất vào đầy nhà cả, đi lại là vòng vèo cứ đâm vào nhà nọ nhà kia này và quẹt ngã kia bình thường là quá rồi. Đấy là như thế, ảnh hưởng. Hai nữa là nhà nào cũng phải đóng cửa kín mít trên này, làm là không đồng bộ về kỹ thuật. Khi mà dồn cống xuống dưới chôn ấy là bị kênh, nó không vào khớp. Các vị để há cống ra, thế phải dừng công trình lại để hàn cống, vít chỗ hở vào. Thế sau đó làm xong rồi thì là công trình lại đỗ lại thì cái chỗ nó khoét đường nó sâu quá, bắt đầu nó không có gì để lấp ngay, thế là nó sập xuống luôn luôn. Công trình được triển khai góp phần bảo vệ môi trường, nhân dân hết sức vui mừng phấn khởi. Tuy nhiên, để đảm bảo sinh hoạt đi lại của nhân dân, Ban Quản lý Dự án thành phố Hưng Yên, đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả mặt bằng sau khi lắp đặt hệ thống, ống cống để nhân dân dễ dàng đi lại. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.